chơi ngoài đường không được trái nắng. Chỉ cần có tiền hiểu phân mi. You are bad girl, you know money. You are bad girl, you know money. Yeah, yeah. Ý phòng sau. Chị muội nói anh em Việt Lê mãi đỉnh nhá. Ok, anh em Việt Lê mãi đỉnh nhá. Ok chưa? Đây ID đây, M và L. 1.000 dưới lớp cho con vợ Kim Nguyễn nha. Ở đây chỉ có 1.000 dưới lớp thôi. Ok lên Việt, ok. Ok chưa? Đỉnh đỉnh à, ỏ. Anh em cứ comment bài hát đi, mình biết bài nào mình hát cho anh em đi. Cho hết thôi. Hát liên tục. Má mày vừa hát cái bài Em Là Bad Girl xong rồi hát một cái bài này có cái mịt mà còn hơi. Phải nghỉ tầm 1-2 phút. Ca sĩ này không có tiền. À, không tính tiền. Mày hát thử Em Là Bad Girl xong mày hát luôn một bài rap khác xem mày có đủ hơi không. Tao hát 10 bài tao cũng đủ hơi. Mày thử hát bài Em Là Bad Girl nha. Tao không biết hát bài đấy. À, hát bài Em Là Bad Girl anh em hiểu không? Nó kiểu mày mình hát liên tục ấy, không có bơ thắng nha. Thế Lương á. Thế Lương. Nắng duyên mai hiên ngang chiều tai tôi bước qua. Sáng ơi trong xe đà. Em ở đâu đấy? Số mấy chị cho này? Số 3 đúng à, số 1 đúng không? Thì chả cười, hát như cứt thì chả cười. Chị theo em với chị ơi. Đúng không, đứa nào đấy? Đứa nào lấy đấy? Không ai yêu chỉ yêu Dung là Diễm Thúy, Hải Linh, Minh, Thương. Vất ra rồi đấy, chia nhau đi. Chia nhau đi, chị vất ra 600 xu đấy. Chia nhau đi. Không hiểu sao vợ Ngọc Huyền cứ minh rồi. Cái gì nữa ta? Hello, kênh mẹ lời. Cái gì nữa là đành ôm hết bao mộng mơ ấy. Không nhớ, ok đổi bài đi. Chả vỡ hân nhá. Hello. Bạn nào trên like thì mình xin một like nha. Vội cố nhân sao vội quên đi bao câu hứa. Từng chiều từng đàn chim đêm mai ngóng mai chờ. Chào Phạm Pháp, các bạn á. Tí nữa nhá, share live stream đi. Có fan cứng nhưng mà phải share live stream với các bạn cơ. Có chào mình nhìn đấy. Mọi người muốn mình hát về gì mà comment tên giúp mình nha. Cảm ơn mọi người. Ok mọi người. Đó xin có hay ai mà chịu lỗi. À bắn hay á. Ờ xe, đọc nhầm xin lỗi. Tôi đừng phải đổi máy cái. Máy nó không vào liên minh. Ok nha. Anh em muốn mình hát bài gì mình comment tên mình hát cho mình nha. Bài rap thì càng tốt tại vì mình chỉ biết rap thôi, mình hát không hay lắm đâu. Không yêu ai. Chào Kim Nguyễn. Chỉ yêu Minh. Anh ôi, Minh. Anh biết. Anh Minh. Đúng rồi. Nãy được anh nói muộn hát như cứt dậy thì anh cũng. Không hát nữa. Ờ, con vợ đơn cho mình hát nhở? Không hát à? Trời ơi. Anh đợi. Ê, hát bài tam giác rồi, bài tam giác thì chị không biết. Bị xóa rồi, tam giác bị xóa rồi sao? Không, tam giác nó bảo là nó đạt 5 triệu view nó xóa thật ạ. À. Má, không tao nghĩ là nó ẩn đi thôi. Không nó xóa đi mà. À ừ nó ẩn đi thôi. Nhưng mà em biết giờ tìm ở đâu mới có không? Không. Bọn hát. Ơ thiệt má. Chào Hoa nhá. Từ từ đổi máy cái máy này vào. Thằng tồi. Ui dồi.
Em cứ tam giác rồi. Các bài ma của mình á, không không thuộc. Mấy bài đỉnh thế mình không thuộc được. Bây giờ em muốn ở bên anh thật lâu, chờ người chết như bước đã hóa về anh cứ giữa đêm khuya cần đâu. Trong mơ con đơn cũng muốn được yêu. Baby come on đi. Mình nhìn một trái mắt. Nhiều thắng nha. Chào Khánh Linh, chào con vợ thành Linh để Avatar cô tê xỉu. Ai chưa tìm cái thành chết đi mà đang làm quay vậy hả? Sắp đến Avatar, sắp đến sinh nhật mình giờ ước gì cũng người trao treo ảnh mình làm Avatar ta. Mọi người đứng like cho mọi xấu á. Em mới coi đơn em không buông được yêu. Baby tin em đi em không nói điều. Đề nghị là bỏ cho anh thôi kia. Ok bé dùng à. Sao có được gì không á? Thì em tặng thì chị được tiền chứ được cái gì? Nên anh cứ giữ đêm không cần đâu. Tại vì sao? Yeah, cảm xúc kia quay về. No, là tại ai? Yeah, em khiến anh như vậy. No, mọi điều anh đã biết trước sẽ mãi trở lại. Khi không nhớ nhau, nhưng em đã nỡ một sáng của anh. Em biết anh có mong. Vậy giờ anh muốn bên em thật lâu. Bởi vì mình muốn chết những vỡ đau. Bởi vì anh cứ giữ điểm không cần đâu. Mà nó hát khó quá hả? Bởi vì mới qua đơn anh không buông được yêu. Không phải, bên nó hay. Chứ không phải mình thích. Chị kết, đồng ý kết bạn á. Ok, Khánh anh xin. Nếu em là lửa thì anh sẽ là nước. Tại chị bảo anh nhìn gầy đi. Ai cho em nghe mà em nghe. Lên mình lỗi rồi. Không chơi được hả? Lỗi rồi, lỗi hết rồi. Không ai chơi được hả? Không. Hello Thắng nha. Hôm nọ gặp fan chị luôn á. Anh lúc chị sinh nhật Kutehun em sẽ có dự định đợi ảnh mới làm avatar. Ok em ơi, đằng nào chị cũng đi chụp ảnh sinh nhật mà. Thế khi nào mấy ảnh đấy làm avatar quá mày. Anh gì cô Zona cái bố mày cân tất anh Minh ạ. Nghe nó chiến nhở. Má mày chụp ảnh Minh cái đi. Ok Bảo Khanh ơi, không sợ em với Bảo Khanh. Ok Vinh Viễn ơi, tí anh bảo chị Dung kết bạn nhé. Vợ Ngọc Huyền cứ chấm thôi. Đi sang bên kia mà xem live stream đi. Mọi mọi. Kết bạn á? Không vô được thật ạ? À? Để tao hỏi ông bạn tao vô được. Đây, không? Được rồi. Hello mọi người nha, bạn nào chưa like nha, mình xin một like nha. Ngọc Huyền ơi, nay cái rèm màu gì đấy em? Cốt cả.
Em đừng có mà như thế đi. Ủa alo. Nay cái rèm một tí đúng không em? Chị... Má này cái rèm xinh xỉu khó. Mẹ con chó, hai con chó. Ba con chó, bốn con chó, năm con chó. Hai anh con mình thì... gì? À Nguyễn Hải à? Anh đây. Đến mẹ đi con cười. Mẹ... Yếu lắm rồi em ơi. Chết mẹ. Rèm một tí mà rèm hôm nay xinh ha. Xinh đi cục kích. Rồi, xem rồi. Phải có phần cứng chị kết bạn nha. Dạ vâng. Vanh Nguyễn chả có phần cứng cứ đòi chị mượn kết bạn. Phải là chưa like cho mình chỉ một like đi mọi người ơi. Baby tin em đi em không nói điều. Dèm BZ á. Dèm vừa đẹp trai thì còn vừa mới lem. Trong tất cả cái phòng list của chị muội này yêu tất cả con gái trừ con trai bởi vì sao? Trai tồi lắm. Bởi vì anh Minh tồi, em có thể trừ anh Minh ra nha. Trừ anh Minh nha, Minh không tồi nha. Bỏ anh mình gáy đi á. Baby tin em đi em không nói đi.